bé thù nó nhập vô quý cô chú anh chị. À, nhập vô bạn đó hả? Trời thấy ghê vậy. Trời ơi, ghê vậy. Nắng nắng, nắng nỉ đi đi coi giấy đây người nhà. Nói được dạ. Con bé Thu. Sao nó nhập tùm lum hết trơn vậy trời? Dạ. Quỳnh Trung xin được phép mến chào quý cô chú anh chị. Hôm nay thì Quỳnh Trung cũng xin được phép gửi đến quý cô chú anh chị mình một cái video thật sự rất là buồn quý cô chú anh chị. Cách đây vài tháng thì Quỳnh Trung có ghi hình cả năm nay rồi. Tại vì cái trường hợp ở chỗ cái hộ của chị Lợi á, một cái gia đình siêu đẻ và rất là đông con quý cô chú anh chị. Và hôm nay thì Quỳnh Trung nhận được một cái tin buồn là đứa con gái 14 tuổi của chị Lợi không may ăn cá lau kiến quý cô chú anh chị. Thì cái video này Quỳnh Trung cũng một cái hồi chuông cảnh tỉnh cho quý cô chú anh chị, mình đang dùng cá lau kiến thì hãy nên cẩn thận. Cháu gái bị ngộ độc cá lau kiến quý cô chú anh chị và không qua khỏi quý cô chú anh chị. Hiện tại thì bà con đang tập trung rất là đông tại vì cái hoàn cảnh của chị Lợi thì rất là khổ, ở trong cái căn nhà mà nó lụp sụp mà nó muốn sập luôn rồi. Thì Quỳnh Trung mời quý cô chú anh chị mình theo dõi video để mà biết thêm câu chuyện. Hiện tại thì bà con hàng xóm đang tập trung ở đây rất là đông quý cô chú anh chị. Thế thì để Quỳnh Trung hỏi một vài câu số. Hỏi cái người cô đi, nghe là như là cái gì? Dì hả? Dì hả? Rồi sao mà cái sự việc sao chị có thể trình bày giùm em được không? Trời ơi, đang hồi sáng thì đang ngồi chơi nhà dì đó. Dạ. Rồi mà nó đi mò cá lau kiến. Nó tự đi mò luôn. Tự đi mò nó thấy không có dạng cơm. Dạ. Tự đi mò về cái nó chiên trứng cá lau kiến á. Với cua. Vậy là ăn trứng cá lau kiến? Ăn trứng cá lau kiến rồi nó bị ngộ độc. Trời đất ơi. Không hay luôn. Rồi không, giờ là không qua khỏi hả chị ha? Không qua khỏi luôn. Cháu năm nay thì bao nhiêu tuổi rồi chị? 14 tuổi. Cháu tên gì chị? Lý Thị Thu. Cháu Thu, có nghĩa là cái đứa cháu mà nó kế bé... Bé Sang. Bé Sang á chị ha? Trời ơi, cái gia đình khổ. Thôi sao nghèo lắm. Nghèo thì quý cô chú anh chị mình biết rồi, nó có một cái nguyên một cái tiêu đề trên cộng đồng mạng là cái gia đình siêu đẻ luôn á. Siêu, ta nói là siêu nghèo luôn á. Rồi bây giờ sao chị Hòa, Hàng Gương rồi nãy kia là có hết trơn? Có, xin ông xãi rồi, chỉ còn cái tiền làm đám đồ không có thôi. Ăn cá lau kiến mà không qua khỏi chị ha. Không qua khỏi. Rồi bây giờ cái cá lau kiến là sao chị dẫn giùm em đi? Chị đổ dưới mương hết trơn. Đổ dưới mương luôn hả? Ừ, dạ. Tại sao mấy đứa nhỏ ăn rồi nó chết theo rồi sao? Rồi lúc mà cháu Thu đó ăn thì có... Con ở đó nhà Hà nó làm, ở nó ở nhà nó ăn thôi. Dạ, ở sao này ha? Ừ, đây nè, con nó luộc kìa. Quý cô chú anh chị thấy nè. Là rồi. Nó luộc cái nguyên một cái nồi đây nó ăn đó chị ha? Ừ. Ăn cái trứng. Trứng gì nè? Rồi ai là cái người phát hiện anh? Mẹ nó. Mẹ phát hiện hả? Mẹ nó phát hiện. Rồi ăn là ăn cá, là ăn cái trứng của cá lau kiến này với chiên với lại trứng. Trứng gà hay trứng vịt vậy? Không có chiên với chiên không nhỉ, chiên với trứng cá lau kiên không à. Trứng nó chiên. Trứng chiên. Trứng cá lau kiến mình mò với đĩa. Trời ơi, còn như cái nồi đi. Còn như cái nồi luôn à. Là gia đình không có cái gì ăn rồi khổ quá trời khổ rồi đi mò ăn. Dạ. Ừ, để con này nói chuyện chạy. Cái cỏ mới đó. Rồi quảng hồn là đủ cái hết cá lau kiến. Ừ, quảng hồn sợ mấy đứa nhỏ ăn heo chết. Ừ. Đó giờ thì có rất là nhiều. Ngay cả bản thân em thì mấy tháng trước em cũng mới vừa ăn. Mới ăn, chị cũng mới ăn đó mà không sao mà nhỏ này nó ăn sao mà chết. Rồi bác sĩ đi, cái bác sĩ kết luận sao? Ngộ độc thức thực phẩm. Ngộ độc thực phẩm. Cua với me với... Là khi mà phát hiện là chở đi liền luôn ha. Ừ. Còn cái nồi. Bây giờ... Là giờ không kịp luôn. Lính quýnh hết trơn luôn, không biết hết biết đường luôn rồi. Ừ. Nhà coi nè. Hôm trước là cái nhà ở đây nè quý cô chú anh chị. Bây giờ là giờ qua bên cái trái rồi. Nghĩa là thu gọn diện tích lại. Dạ. Siêu nghèo á. Tôi là siêu nghèo. Dạ. Trời ơi. Bệnh viện mà không có nghèo. Dính túi. Bây giờ mấy chú vô để mà hỗ trợ. Chị Lợi, em xin chào, em cũng chia buồn cùng chị nha. Khi mà mình phát hiện cháu ngồi ăn là từ khi nào với chị Lợi? Dạ, tôi đi ca trước với gì đó, tính tiền tính gì đó. Rồi ngồi chơi chút xíu, rồi con ăn con đấy. Mẹ chị nó lên cái gì mặt chị xanh lè. Là tôi chạy về là thấy con tôi nó ngã, nó mắc tay vậy là nó ngã luôn. Anh Vinh ơi,
là nó ngã luôn rồi. Rồi trước giờ bé Thu nữa cũng có thường ăn cá lau kiến không? Ăn hoài á. Trời, không có sao. Mà sao được ngày gì kỳ với trời. Nó ăn hoài đó mà bữa nay có cua đồng nè, có lục kiến nè, me với nước mắm nè, có nhiều đó đó. Cá lau kiến, cua đồng, me với nước mắm thì cũng giống như thường ngày, những mấy đứa nhỏ ở đây nó ăn thôi. Mấy đứa nhỏ là chết hết. Mày hôm á, cái cây đó là lửa bên lớn gì nè, một gì nè. Con tôi sợ chạy vô nhà. Nào? Không, ra sáng. Trời đất ơi. Bây giờ cái hoàn cảnh gia đình này, quý cô chú anh chị mình thấy cực kỳ khổ luôn á. Trước là còn được cái nhà bự bự mà bây giờ gom lên một cái trái. Là bây giờ hiện tại là bao nhiêu thành viên ở trong này? Con tôi mang đứa nó chỉ còn có 6 đứa. 7 đứa con, quý cô chú anh chị là mẹ của bé Sang á. Hôm trước thì cũng có rất là nhiều quý cô chú anh chị hỗ trợ để mà sống cho qua ngày á. Tuy nhiên á thì về phía căn nhà thì cũng chưa có đủ duyên để mà có được cái căn nhà. Con tôi học ở lớp 6 rồi. Con mừng. Lớp 6 hả chị? Bé tính... học có giỏi không? Con tôi ngoan lắm, đi học không thua ai đâu. Năm nào cũng được bảng khen hết chứ, không thua ai. Học không có tiền, con đạp xe đi học nữa. Không khi nào mà mẹ ơi xin tiền đi học không có đâu. Sáng sớm là con tôi đi học rồi. Không như mấy đứa con nhỏ nhỏ, mấy đứa em nó xin đâu. Cô nhỏ đó là học ngoan, là nó có yêu với mẹ nữa. Nói mẹ ơi, mẹ bệnh mà mẹ đi đông người là mẹ xỉu rồi, mẹ ở nhà. Còn tối ngày là nó bồng bé yếu đó chơi. Tôi thì cái giò này đi gì vừa thì tôi cứ xuống. Tôi không bồng đâu, nói ngay. Tôi ra trước tôi chơi à. Mà bữa nay với hôm qua tôi thấy kỳ kỳ lắm. Tôi nói cái gì nó kỳ vậy. Rồi tôi sáng tôi con tôi kêu con Thu à con ăn cơm. Nó nói mẹ ơi nấu cháo đi, mình hết sữa cho em rồi. Cũng nấu cháo. Kêu con ăn đi. Nói, không con chưa ăn. Nó với thằng cháu thằng cái điên á. Là nó đi mò cua. Bà biết sao chị? Bà bị sao vậy chị? Biết đâu. Rồi lâu lâu mệt con vậy hả? Dạ bà cũng cố gắng bình tĩnh để mà lo cho cháu rồi. Lúc mà chị phát hiện cháu Thu là ở khu vực nào? Trong nhà nó đang ăn. À có nghĩa là nấu ở ngoài cái nồi đó rồi. Nó không có nấu bếp ga đó, nó nấu ngoài nữa đó. Nấu cái nồi đó đó. Nấu cái nồi nhỏ xíu tôi giục bỏ hồi nãy đó. Rồi nó bắt được nhiều cá không? Không có cá đâu, nó kiêng chút xíu vậy nè. Trứng á. Nó đem lại nó mẹ ơi, trứng đẹp lắm. Thế nào mày liền bỏ không? Không, để con ăn. Nó mà đừng ăn. Ăn, cái gì mày ăn, mày tắm xong mày ăn. Có nghĩa là mò không có cá lau kiến nhưng mà có mấy cái trứng nữa chứ. Với cua. Trời ơi, có cua à. Ngộ độc gì trời. Mà không có ốc nữa, cua không à, cua với trứng nữa. Mà con tôi bệnh đi, tôi tốn tiền thuốc, tiền gì đi, tôi không tức đâu. Tôi nói thiệt luôn á, mà tôi cho con tôi đói khổ đi, tôi không tức gì. Dù tôi nghèo đi chăng nữa, con tôi có khổ gì đâu. Mà ông trời gì mà đành lòng phạt tôi đi. Không thể tưởng tượng nổi luôn với cô chú anh chị. Tôi nói tôi già, cành già gãy, tôi không tiếc đâu cái cành non mà nó gãy nữa. Cũng là may mắn là mấy đứa nhỏ ở đây thường là chơi chung, còn nó không có ăn chung ha. Nếu không nó quánh em. Đầu tiên con nhỏ tí teo tôi đó, đòi ăn nó không cho em nó ăn. Dạ. Một con nó không cho ăn nữa. Nếu mà ăn chắc hết cả lũ cả đám luôn, chắc tôi khùng. Con đứa này mà tôi đứng không muốn yên rồi. Nó nuôi cỡ phải nó tới mẹ nó thuốc, nó không cho hết thuốc mẹ uống đâu, nó ngay cho nó đi. Cái hoàn cảnh của bà thì thật sự là cô chú anh chị ai cũng biết hết rồi. Bởi vì bây giờ hàng gương đồ này kia là có cho chị lại. Tôi mới chở con tôi về, tôi chưa biết cái đầu đuôi ra làm sao nữa. Mới chở mấy về. Mấy cô chú hàng xóm này người ta coi hỗ trợ giùm. Nếu mà chưa có thì em liên hệ với lại mấy người em quen đó. Khoan hỏi con mập á, nó ở nhà nãy kìa. Không á. Chị vô cho em hỏi xíu, đứng tới chị lợi cho em hỏi xíu nè, hiện tại thì hàng gương cho cháu Thu có chưa chị? Xin ông Sải rồi. Xin ở chùa có rồi. Xin ha. Ở chùa có rồi. Là chọn gọi chọn gói để mà không có chọn gói sinh hồn không?
hòm không à. Dạ. Rồi là nữa là thiêu chứ đâu có thiêu. Cách mấy tháng chưa? Ừ, cách mấy cái giờ trước là còn gặp con ha. Trời, còn ngồi bắt chí tôi nữa. Ừ, trước đó là bắt chí nhổ tóc xoa bạc nữa. Mới có 3 tiếng đồng hồ phải không chị? Mới có 3 tiếng đồng hồ á. Trời ơi, trời, tôi lại tôi thấy tôi đi bệnh viện mà tôi thấy tôi chịu không nổi luôn. Có chở ra bệnh viện gạch giá rồi chị? Có. Có phiếu có luôn kìa. Rồi bác, tôi hỏi bác sĩ sao vậy? Nó hỏi bà ông hỏi bác sĩ hỏi có phải mà và mẹ ông nói gì? Sao? Vậy đó, nó nói đi kêu mẹ lại ký tên đặng nhận xác về. Trời ơi, hồn tôi bay lên mây hết, đi biết đi đường nào. Không phải nói với cô chú anh chị. Dẫn đi nó hết hồn luôn. Mấy đứa nhỏ ở đây ngay cả cái quần còn không có mặc nữa, quý cô chú anh chị. Nó nói tới khi một cái chuyện mà đồ đạc đồ như người ta. Trước là ở trên cái nhà này ha, bây giờ là gom xuống còn gói gọn một cái trái là được cả chục người ở chứ. 7-8 người con rồi mấy người? Mẹ nữa. Rồi chồng của chị hiện tại hay chưa? Đi hay rồi, chuyện chiều tối nay sáng nay vô. Ảnh đi ghe ha. Đi ghe. Khổ quý cô chú anh chị ơi. Nhưng mà điện ở nội luôn đang lóc. Tôi sáng nó sáng 14 tuổi mà nó đi. Điện ai Kim? Kim em bên lấy quên à? Điện ai lo? Dạ, cô chị vô coi lo cho con xíu nha, để em hỏi mấy cô chú rồi có gì em cập nhật thêm. Sao vậy chị? Chị lo cho con nữa ha, rồi có gì em cập nhật thêm. Khổ lắm với chú anh chị. Điện cho làm sáng vậy? Mua lại, lại dò lại bên đây. Ê, nó khổ mà chưa từng thấy luôn á. Đây là cái nồi này quý cô chú anh chị, cái nồi mà luộc trứng á. Bà con người ta đến đây người cũng tiếp một ít để mà giúp cho cháu. Có... là sao vậy? Hả? Là sao? Là sao? Anh nói tiếng gì thì em không hiểu. À là bạn lại xỉu hả? À, nhập vô hả? Nhập vô hả? Trời ơi. Bé thù nó nhập vô quý cô chú anh chị. À nhập vô bạn đó hả? Trời ơi ghê vậy. Ở đâu bên kia hả? Là bạn thân á hả? Bạn thân thu phải không? Trời ơi. Cái ghê vậy trời. Để thu nó nhập về với cô chú anh chị. Anh bé này ở đâu? Bé này ở đâu? Trời ơi nổi da gà luôn á. Trời ơi, cái ghê vậy? Nắng nỉ đi coi giấy đi người nhà. Rồi nó nói đau quá hả? Bạn bạn thân á sao con? Ừ. Nó còn thề hôm qua thằng kia nó nói đi 18 tuổi tao mới bỏ mày. Ai nói nãy nè. Con Thu nó thề hả? Ừ. Đi chơi chung 18 tuổi nó mới bỏ mày. Kìa kêu chị Lợi ra kìa, kêu chị Lợi ra nói đi chị Lợi ơi. Chị con bé Thu nó nhập với con bé này nè. Chị nói đi chị, nói đi chị.
À là một thầy hôm qua hả? Ừ, thầy hôm qua nói tao đi, tao 18 tuổi tao mới tha mày. Trời ơi. Nó mới nói thằng kia. À, con bé Thu với bé này là hai đứa là chơi thân với nhau rồi hay coi. Trời có ai người lớn người biết giá đó, nhờ ra chị. Từ từ nó chơi lại, từ từ thôi. Anh Sư đâu, anh Sư để đâu? Kêu ai chạy nhờ hai ông Sư lại. Rồi. Tự nhiên một cái con bé này là chỉ là bạn thân thôi mà tự nhiên phát lên nó nói là nó đau. Rồi nó kêu. Trời đất ơi. Trời ơi em run giò luôn á chị. Em giò cả em đứng không nổi luôn nè. Trời ơi. Đâu chị hỏi coi đốt ngang trong nhà nó đâu nhà nó đâu á. Ủa em đâu quay phim vậy em? Dạ. Em đâu quay phim vậy? Không em kênh YouTube để giúp đỡ hoàn cảnh nè. Dạ. Em giúp trước đó rồi. Dạ. Nổi giò gà luôn á. Có ai nhờ mấy ông sư lại ấy á. Chị biết không? Nhờ ông sư trở lại chứ. Trời tự nhiên nó dò cẳng em đứng không nổi luôn á, giật tắt hổng chưa. Thề, nghe nói là hồi sáng hôm qua vậy đó là thề, hai đứa thề với nhau á. Trước giờ là em quay video để hỗ trợ hoàn cảnh chị Lệ này nè. Là cả năm trước rồi. Là con bé này nhà đó hả? Mẹ đó đó, nhỏ đó đó, mẹ đó đó. Mẹ đó đó. Mẹ ruột đó hả? Ừ, mẹ ruột đó. Nó ôi là trời ơi, đó giờ em mới thấy luôn á, trà xanh mẹ đẻ mới thấy lần đầu tiên trong cuộc đời luôn á. Ngủ rồi. Nói chung thì người lớn mình á, thì mình nói cái mắt này á, thì ấy chứ còn rất là không có, rất là có sự thật. Dạ dạ. Cái gì? Chứ tự nhiên trời. Tự nhiên phát ngang cái. Tại nít mình nó đâu có biết đó. Những gì đâu mà để nó nói. Nít dạ. Là có sự thật. Năn nỉ nó dịu rồi đó, rồi nhờ mấy ông sư lại ấy đi rồi. Dạ. Ủa rồi hồi nãy nó ở đâu mà nó xuống này chị? Nhờ nó đây nè. Rồi ai phát hiện ra mà cái gì? Là hai đứa này đó giờ là nó chơi thân với nhau luôn. Chơi thân thiết với nhau. Gần cũng hai đứa. Dạ. Nè anh nói thì anh nhỏ đó. Anh nhỏ bệnh. Hai đứa anh em đó. Bây giờ hàng chở tới rồi quý cô chú anh chị. Cha nó đây đi chưa về. Mày đi nhổ là nhổ giật cho người ta nhổ lông giật đó. Ngày nào con gọi nhưng là con giật cho người ta. Không gì đâu con, chút hết rồi con, không có gì đâu. Đi đốt nhang không? Đi nè. Mẹ nó đi đốt rồi. Đi đốt nhang đi nó em. Anh này của em, anh này của em nó bị gì rồi nè. Trời ơi. Đi đốt nhang thôi nè đi. Anh này của em, anh của em. Này của em rồi. Đây nó phiền lắm. Đây em đi. Trời đất ơi.
giờ phải cõng cái con bé này lên để mà xin con bé Thu ở trên. Rồi nó đòi đi đường này hả? Trời đất ơi. Nhà có sư kìa, có sư đó kìa, nhà sư niệm hết câu. Sư con bé đó, sư. Con bé đó tự nhiên nó phát lên, nó đau bụng rồi, nó nói có ấy vậy sư. Con nhỏ, con Thu nó nhập vô con bé này nè. Bị nạ thân á. Bạn thân á, là mấy ngày trước nó thề với nhau á. Em ruột hả? Bạn thân. Bè thân luôn á. Nhập vô hả? Dạ dạ nó nhập vô á chú. Nhập vô hả? Dạ, con bé Thu nó nhập vô bé đó đó. Ồ, đây nè, con bé Thu nó nhập vô nhỏ này bạn thân nè. Nhờ sư vô á chứ nãy giờ lâu rồi. Nó nhập từ giờ hả? Nó nhập từ nãy giờ á. Nó nhập vô luôn, nhập vô nó đau bụng á. Nó nhập vô bản luôn đó anh. Trời đất ơi. Em chạy mà em bung giờ đi á. Thì nhờ sư vậy. Rồi đi ra ngoài đó, nãy lúc mà la la đó là nó nhập vô con bé này, nó đau bụng. Hai ba ngày trước là hai đứa nữa thề độc với nhau. Có thể gì anh? Có thể gì? Có mấy cô nè, mấy cô nó thề cái gì? Cô nó thề sao? Tới 18 tuổi nó mới bỏ này. Bây giờ bỏ sớm vậy đó. Dạ. Bây giờ nó theo cái con nhỏ hai đứa nó thề, nó 18 tuổi mới bỏ cái này, người này chết trước, bây giờ nó đập cô nhỏ này lên nè. Cái này mà muốn thông tin cũng không được. Giờ cảnh em nó gung hết trơn vậy. Dễ dễ mấy đứa nít ra con, mấy đứa nít ra đi, mấy đứa nhỏ ra ngoài đi. Ngồi đây. Nhờ sư thôi chứ ai đâu mà nói được dạ. Nhập vô con nhỏ này nè, hai đứa nó thề thốt. Con nhỏ 18 con nó bỏ nè. Con nhỏ này con nhỏ này cặp xương con nhỏ này. Sao qua xung quanh 3 ngày lâu ngày tha ngày tao quên ngày ngày chúng ta qua theo chơi mà không cả. Rồi giờ nhập nữa nè quý cô chú anh chị, nhập trực tới anh nó nữa nè. Rồi như ghê vậy. Nãy giờ con bé hàng xóm về hết, bây giờ tới anh của con bé Thu. Sao nó nhập tùm lum hết trơn vậy trời? Dạ. Em nói nó thương lắm mẹ ơi. Giờ là nó thân thuộc vô người nào là nó nhập vô người đó vậy đó hả? Ừ. Nó đi đâu là chở nhỏ này đi chơi. Dạ. Là thằng này cũng anh ruột ha. Anh là con mà thân với con Thu. Cái gì nó vậy? Con bao con bu lắm phải con bu lắm phải. Ngay đi ra đi đừng lại gần đi. Con bu con bu phải. Mấy đứa nhỏ tản ra bớt đi. Mấy đứa nhỏ là mình thân với con Thu đó đi lát mặt đi để cho sư vô cái. Nó con người với nói sang sang cho nó bạn gì ruột của mẹ nó thương nó này như cậu được tất cả. Sư vô quá chú anh chị. Chào
đi, nhỏ đi chơi không á. Kêu mày lấy cái gói đi dùng. Bình tĩnh nào Quang ha. Tỉnh đó con, Quang. Đó là con chị đúng không? Con tôi đó. Con chị đó hả? Con thứ mấy? Khổ cảnh này dữ vậy trời. Cô Minh Trân nói mà cái gì vậy? Nhập hết mà người kia.